Người khôn ngoan luôn cúi đầu trước ba kiểu người này. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, người xưa luôn dạy đời sau, cúi đầu là nhận thua, cũng là xin lời dạy bảo, tiếp nhận lời khuyên, ý kiến của người khác. Điều này rất có lợi cho bản thân. Chính vì vậy, một người càng thông minh thì sẽ càng biết cúi đầu trước ba kiểu người này. Thứ nhất, cúi đầu trước cha mẹ. Có một chàng trai tên là Lưu Đạt Sinh, là người Khai Phong, Hà Nam, sống vào thời nhà Tống, Trung Quốc. Cha chàng mất sớm, chàng và người mẹ là Ngô Thị nương tựa vào nhau mà sống. Một ngày nọ, Lưu Đạt Sinh cùng mẹ đến một đạo quán gần đó để cầu phúc. Sau đó Ngô Thị đã quen biết một người đàn ông sống gần đó. Lưu Đạt Sinh cho rằng mẹ không giữ khuôn phép, đây là hành vi không đúng, cần phải cắt đứt quan hệ với người đàn ông kia. Nhưng Ngô Thị không nghe, còn cho rằng chàng cố tình cản trở tình cảm cá nhân của mình. Hai mẹ con mâu thuẫn không thôi, cuối cùng phải nhờ đến quan phủ hòa giải. Tại phủ quan, Phủ Doãn giải quyết vụ việc, hỏi Lưu Đạt Sinh tại sao lại khiến mẹ mình tức giận như vậy. Chàng thừa nhận mình đã sai vì đã khiến cho mẹ không vui và xin chịu mọi hình phạt. Phủ Doãn cho rằng Ngô Thị cũng có lỗi, cần phải đánh 20 trượng. Lưu Đạt Sinh thấy vậy, vội vàng lấy thân mình ra đỡ đòn cho mẹ. Bởi Lưu Đạt Sinh đã cúi đầu trước mẹ của mình, Phủ Doãn rất quý chàng, còn đặc biệt tiến cử chàng làm quan trong triều. Từ đó, gia đình Lưu Đạt Sinh trở nên thịnh vượng, phát đạt. Đúng là không phải cha mẹ nào cũng tròn bổn phận, sống đúng khuôn phép. Cha mẹ không phải là người toàn năng, đôi khi có những chỗ thiếu sót, có lỗi với con cái. Nhưng cha mẹ nào cũng muốn dành điều tốt nhất cho con, mong con sau này lớn lên sẽ thành tài. Thuận theo mong muốn của cha mẹ và từng bước trưởng thành, dù có thể cảm thấy điều đó trái ý mình, nhưng vì điều này mà gia đình sẽ trở nên tốt đẹp hơn và tương lai sẽ ngập tràn ánh sáng. Thứ hai, cúi đầu trước người nhân nghĩa. Vào những năm đầu của triều đại nhà Hán, Lưu Bang đã cử sứ giả của mình là Lục Giả đến Nam Việt để thương lượng với Triệu Đà. Triệu Đà lợi dụng tình hình hỗn loạn đã chiếm ba quận của Nam Việt và tự xưng vương. Lục Giả đem theo ấn phong của Lưu Bang đến Nam Việt. Triệu Đà ngồi trên đài cao, tỏ vẻ thờ ơ, không để ý. Lục Giả nói rằng Lưu Bang mất 5 năm đã bình định được thiên hạ. Đây không phải là sức mạnh của con người mà là ý trời. Lưu Bang thương cảm trước nỗi thống khổ của dân chúng, không muốn giấy động can qua, nên đã cử ông đem ấn phong đến sắc phong cho Triệu Đà, chủ trương hòa giải. Triệu Đà giật mình tỉnh ngộ, cúi đầu tiếp nhận ấn phong. Người xưa có câu, nhân nghĩa chi sư, thu hào vô phạm, nghĩa là đội quân nhân nghĩa thì không xâm phạm đến lợi ích của người dân. Một vị vua có thể ngồi ở ngôi cao, không phải ông ta lợi hại thế nào, mà là người mà mọi người đều quy về. Đó là biểu tượng của nhân nghĩa. Bởi vậy, người thông minh chắc chắn sẽ cúi đầu trước những người nhân nghĩa và đứng cùng phía với quần thể chính nghĩa. Một người dù thông minh đến đâu, nếu không có nền tảng nhân nghĩa thì nhất định sẽ thất bại. Đạo lý này cần phải được lĩnh hội ở mọi thời đại. Thứ ba, cúi đầu trước người ngu ngốc. Làm người, lúc cần hồ đồ thì hồ đồ, lúc cần tỉnh táo thì tỉnh táo. Như thế, cuộc sống mới hanh thông. Thông thường, khi gặp người quen trên đường, chúng ta sẽ hỏi, bạn ăn cơm chưa? Đối phương trả lời là, vẫn chưa ăn. Rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười, và ai đi đường đấy. Tại sao đối phương chưa ăn cơm mà bạn lại không chủ động mời họ? Nếu bạn nghiêm túc quá thì hàng loạt rắc rối sau đó sẽ ập đến, làm cho mối quan hệ giữa hai bên cũng sẽ trở nên rất khó xử. Người thông minh đối với những chuyện tầm phào hoặc những chuyện vặt vãnh không đáng kể thì sẽ nói mấy lời mơ hồ nhưng lại vừa khéo là điều tốt. Rõ ràng minh bạch nhưng biểu hiện hồ đồ giống như một viên đá được mài nhẵn các góc cạnh sẽ không làm tổn thương người khác và đối phương
sẽ không oán giận bạn. Gặp người ngốc nghếch, bạn phải học cách trơn tru, chủ động lùi bước, tỏ ra ngốc nghếch hơn đối phương. Như thế thì bạn sẽ sống được thoải mái, dễ chịu hơn. Người xưa có câu, cứng quá thì dễ gãy, nước mềm nên không bị thương tổn. Làm người cần phải dùng cả cứng lẫn mềm. Trong công việc cần thể hiện ra mặt cứng rắn, làm người thể hiện ra mặt mềm mại. Cúi đầu có hai kiểu, một là cười mà cúi đầu, hai là khóc mà cúi đầu. Thay vì bị ép cúi đầu, bạn nên chủ động cúi đầu xuống để tránh rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt. Hiểu được điều này rồi, ta nên biết cúi đầu. Học được biết cúi đầu rồi mới có thể ngẩng cao đầu. Quý vị thân mến, người xưa có câu, biết cúi đầu mới là trưởng thành, biết hạ mình mới là cao thủ. Quả thực trong cuộc sống, càng là người học rộng tài cao, hiểu biết nhiều thì càng hiểu được phải khiêm tốn. Hiểu được rằng làm người phải học và biết cách cúi đầu. Có câu nói, cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại. Cây lúa càng chín, hạt càng chắc, đầu sẽ rủ xuống. Còn cỏ dại thích thể hiện bản thân, lúc nào cũng ngẩng đầu lên. Nhưng bông lúa luôn được coi trọng, cỏ dại lại chẳng được đoái hoài. Trong cuộc sống, mỗi khó khăn, biến cố như một cánh cửa, mà cánh cửa này lại không vừa khớp kích thước của ta. Có lúc nó sẽ thấp hơn một cái đầu, có lúc chật chỉ bằng nửa thân người. Muốn vượt qua nó, người thấu hiểu sẽ biết cúi đầu, khom lưng, nghiêng người. Còn người cố chấp thì sẽ đụng tường, tự gây thương tích mà chẳng đi qua nổi. Hãy học cách cúi đầu trước ba điều sau đây, bạn mới chính là người khôn ngoan. Thứ nhất, học cách cúi đầu trước những sai lầm của mình. Con người, ai mà không từng phạm sai lầm cơ chứ? Khi đã sai lầm thì phải sửa chữa. Nhưng trước khi sửa sai, cần phải biết can đảm cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Tuy nhiên, có nhiều người lại không đủ can đảm để làm điều đó. Và họ cứ mãi bị rớt lại ở những nơi họ bị ngã xuống, chẳng thể nào vực dậy, bò lên để đi tiếp. Cúi đầu không phải là khuất phục, cúi đầu càng không phải là thấp hèn, mà chính là một sự dũng cảm, là thể hiện rằng bản thân đã biết sai và sẽ sửa. Can đảm cúi đầu trước sai lầm mình gây ra chính là thể hiện của sự thông minh và quyết đoán. Đây là một loại cảnh giới và phẩm cách cao quý, cũng là một loại rộng lượng và thong dong. Có thể gập vào thì mới có thể duỗi ra, có thể lui mới có thể tiến, có thể nhu mới có thể cương. Điều thứ hai, học cách cúi đầu với những dục vọng bản thân. Những mong muốn, dục vọng của con người là vô hạn, không có điểm dừng. Nếu không biết kiểm soát, con người sẽ trở thành nô lệ của chúng. Có những người luôn thích kiễng chân, vươn cổ cao lên để vượt trên người khác, nổi danh thiên hạ, rạng rỡ tổ tông. Kỳ thực, những nguyện vọng tốt đẹp đó chỉ khiến bản thân họ càng thêm mệt mỏi mà thôi. Đời đâu dễ như mơ, từ mong ước đến thực tế là một chặng đường dài nhường nào. Chứng kiến địa vị của bạn bè, đồng nghiệp thăng lên như diều gặp gió, trong khi bản thân mình không là gì cả. Không ít người liền sinh tâm đố kỵ, ghen ghét tật đố, rất khó chịu. Có người còn oán trời trách đất, kêu than xã hội bất công. Nhưng mà họ chỉ cần cúi đầu xuống, sẽ phát hiện ra những thứ bản thân có được là rất nhiều. Càng ngẩng lên thì càng không trân quý những gì mình có. Điều thứ ba, học cách cúi đầu để trưởng thành. Người xưa có câu, biết cúi đầu mới là trưởng thành, biết hạ mình mới là cao thủ. Khiêm tốn, cúi đầu không phải là chỉ biết cúi xuống cam chịu, mà là biết cách ứng xử. Khi trẻ, ta luôn có ý thức khẳng định mình, tràn đầy ý chí và khát khao. Đó là điều rất đáng quý, nhưng mà cũng dễ có những nhược điểm như tự phụ, tự mãn, hiếu thắng, thiếu nhường nhịn,
không khiêm tốn. Vì quá tự tôn nên ta không chấp nhận học tập thành công của người khác. Học cách cúi đầu vượt qua những cánh cửa thấp bé trên con đường nhân sinh. Biết cúi đầu cũng là một loại năng lực. Đó không phải là tự ti, không phải là nhu nhược, mà là khi năng lực của ta tích lũy đã đủ thâm sâu và sắc sảo. Các vĩ nhân đều là những người khiêm tốn. Isaac Newton coi mình chỉ như một đứa trẻ dạo chơi trên bãi biển, may mắn nhặt được một hòn sỏi đẹp và trước mắt là bể chân lý bao la. Chân lý của ông chính là: sở dĩ tôi nhìn xa là vì tôi ngồi trên vai người khổng lồ. Ông chưa bao giờ dám nhận mình là một người khổng lồ. Cúi đầu không phải là yếu đuối, đó là sự khiêm nhường, biết ứng xử đúng mực, ứng xử cần thiết để trưởng thành hơn. Kẻ thất bại thường hiếu thắng, tự mãn, không biết khiêm tốn, luôn ngẩng đầu chỉ trích người khác. Chỉ những người hiểu chuyện, có trí huệ mới có thể học được hai chữ cúi đầu. Họ chiêm nghiệm rằng, lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên biển lặng. Do vậy, họ mới có thể tiến nhanh, tiến mạnh hơn về phía trước.